Chào các bác nhá. Hôm nay ngày 5 tháng giêng này, 15 tháng giêng các bác. Đây, toàn bộ khung cảnh chùa Vạn Phúc. Thứ nhất là ngày rằm, thứ hai là mưa. Một cái rằm rất to, một cái nếu mà người văn hóa Việt Nam là cái rằm tháng giêng này rất là quan trọng các bác nhá. Trên là hôm nay chắc anh em cũng ở nhà tổ chức rằm hết. Thứ hai là mưa. Rất ít người đi chợ cả, thành người bán lẫn người mua. Người mua thì vẫn có, người bán thì ít này. Tôi có ra tí nhưng mà không ngờ nó vắng như thế. Đằng kia không có một ai luôn. Thì có một tí đằng này này, có anh Tuấn anh bán ở đây thôi. Đấy là cái xe máy kia và một ông mới ở dưới Hưng Yên lên thì phải, mới lắm. Chẳng thấy cái gì đi mua được cái chậu tàu ưng quá, tôi thích cái chậu tàu này. Đấy, cứ một màu này là sướng lắm. Đấy, múc về thì thay cái cho cái cây xanh không. Hôm khai xuân mới mua được vừa cái chậu này. À, rộng 33 mà lọt lòng á. Còn dài 43 lọt lòng vừa đẹp. Đi ra xem ông này ông bán cái gì. Vâng. Đấy, lộc vừng đỏ chót đấy. Vẫn hơi hướng của Tết lại, người ta bán những cái đồ này rất là nhanh. Bởi vì đại đa số đi chợ là không phải là ai cũng là thợ. Cứ mua cái cây có lộc lá này là đẹp, là thích. Ui, cái sung đẹp quá. Bán cái này bao nhiêu đấy bác ơi? Có. Hiền Huynh ơi, bán cái này bao nhiêu? Nhiều quả quá. Biết à? Ôi chết, không nhìn rõ. Anh Mạnh vừa mua à, cọc số rồi. À. Năm mới. Chúc mừng năm mới anh nhé. Hôm nay chịu khó đi thế. Ừ, từ lâu cũng đi. Đấy. Vâng, em đi lâu rồi nhưng mà vào mua cái chậu chẳng có ai bán. Số em 0978. Múc cái sung này hay đấy. 38. Nhiều quả thế này, sung tía nhiều quả miên man này, từ gốc đến ngọn luôn. Từ gốc đến ngọn. Đấy, này có mình. Sau Tết mùa xuân là chỉ có mua sung mua lộc thôi. Kế về có quả. Cây này nhiều quả thế. À, đang giao lưu số má với nhau. Đấy, những cái này trồng hay này. Kiếm như cái này nhưng mà cũng hay đấy. Những cái máng như này mà nông hơn tí nữa thì rất là hay. Lộc vừng. Để xem ông bác cả này là số đây. À đây. Phụng công là nghề phụng công đây. Đây các bác lấy số luôn, nếu thì có cái gì hay thì alo nhé. Khế. Đấy, cả cái chợ. À đằng này thì một hai người bán hoa thôi các bác nhé. Vắng lạ thường. Hôm nay thứ nhất là cuối tuần mà lại rằm to, làm rất to đấy. Cả năm lễ là không bằng cái to bằng cái rằm tháng giêng này. Lộc vừng. Đấy, lộc vừng này mà muốn thấy chậu cũng nhấc cái ra là ok này. Chót. Hay quá. Đấy, này của mình bác, một mình bán thoải mái nhỉ. Bao nhiêu cây đấy bác? Cây bán 12. Thế còn cây này bao nhiêu? Này nó bán tầm 5 triệu. 5 triệu. Đấy, bát tiền đi. Quả sướng nhỉ. Phụ công hả bác? Đi. Số điện thoại ở xe nhỉ? Đi. Vâng. Thế lộc vừng này thì bao nhiêu? Lộc vừng này thì bao nhiêu? Lộc vừng này bình thường ra này bán được hơn 2 triệu. Hơn 2 triệu. Ui, vâng, hợp lý nhỉ. Hợp lý. Ngày xưa mà kiếm được mấy cái này trồng cũng hay đấy nhỉ. Hay. Cái này có lỗ chứ bác? Có nhỉ? Có lỗ.
ở dưới này cũng là của mình đúng không? Của mình đấy. Còn cái cây, cái này thì bao nhiêu? Tầm khoảng 800. 800. Ấy rồi năm mới mua sung mua lộc quá tuyệt. Sung mua lộc dâm bụt. Cây gì nhìn cũng đỏ rực ngày xưa. Có hoa, có quả, có lộc lá. Đầu xuân năm mới bán cái này xưa. Năm mới lộc đỏ, hoa đỏ. Mới thấy bác lên lần đầu tiên trên này nhỉ? Ừ. Đấy, đầu xuân năm mới mua lộc, mua sung. Lá đỏ chót nhỉ? Cái này nhấc đi đâu cũng được. Thả nước ấy, nhìn cái vệt bèo ấy. Nhìn vệt bèo là có vệt lấm tấm bèo này, thả nước. À dạ. Chú nhận là lại số khác, lại giờ hơi rồi. Nên quanh giá rất hợp lý, dưới 1 triệu đô này. Đó. Anh vẫn ghi xuống đường chú. Hợp vừa. Ngâm bột đây. Ngâm bột thì hơi quá lứa tí rồi đấy. Ở đây có những cái bông nó mới chuẩn bị nở. Ngâm bột. À. Đây Lê Minh Tuấn đây. Lê Minh Tuấn này thì vẫn để nguyên trên xe đây. Cố gắng bảo vợ nó tập nhiên nào. Lê Minh Tuấn ngồi uống nước trong kia rồi. Chưa. Không có vào được cái đéo nó đâu, cái nào to đùng ngã ngửa cả, mấy cái cũng đâu có sắp xếp được đâu. Này nuôi biến này. Này nuôi biến được. Đấy. Phù hợp cho anh em tín đồ mini chơi chăn nuôi. Chăn nuôi, chăn nuôi là sao á? Tức là mình thấy nó có tương lai và mình về nuôi được. Có dáng dấp cốt cán và có tương lai. Nuôi là sẽ lên giá trị, gọi là hàng chăn nuôi các bác ạ, chứ không phải hàng thành phẩm. Chăn nuôi và một thời gian nữa thì nó mới có giá trị được. Đấy, gọi là hàng chăn nuôi. Nhiều khi anh em chơi nó có những cái thuật ngữ chuyên môn nó. Nhiều khi là anh em mới nghe nó. Nghe nó cũng muốn có người giải thích cho. Đây là một cái cổ hạ xuống đây. Cái cổ hạ xuống đang phun bệ. Cũng tiền triệu đấy các bạn. Tiền triệu đấy. Tầm chắc phải quát tầm 3 triệu đấy. Điền, Nam Điền. Vì sao Nam Điền ưa chuộng để chăn nuôi nó dễ. Chăn nuôi dễ và nó an toàn hơn chính quê. Chính quê chính cục khó. Đấy, phải nói với các bác là như vậy. Chất liệu nó khác nhau nên nó như vậy, chứ không phải là giống nào quý hơn hay giống nào giá trị hơn, mà là cái thời gian nó cho ra tiền nó nhanh hơn. Đấy, các bạn. Cùng lọc. Ôi, khế lại nhiều quả chưa? Quay vào số điện thoại. Có, vừa quay rồi. Vừa quay rồi. Phụng công đó. Là nghề cây cảnh phụng công. À. Ngoài sung có nhiều cái đồ xanh chi mà nó xanh chi toàn hàng cao cấp to à? Toàn hàng nhiều tiền. Nhưng mà ý là to hay là to nhỏ có hết. Cỡ hai người bê có nhiều. Có nhiều. Đấy. Cứ gần nhà mấy chục triệu. Cứ gần nhà Dũng nhà ấy. Đấy. Dũng Nhung á. Điệp cái thằng gì ấy nhỉ? Người nhà giàu ấy nhỉ? Anh Điệp ấy. Đấy, nhiều cây phết. Ít tuổi gì? Đấy. Nó là cháu ruột. Đấy. Thằng đấy này nhiều cây hay đấy. Đấy, Văn Giang thì cũng là nghề rồi. Vâng. Đấy, chính là hôm nay là có mình bác rồi. Mình độc bá cả một cái chợ luôn. Tầm trưa là nó ngớt là người ta sẽ ra. Cố gắng đợi chưa. Yên tâm là hôm nay không mua của mình thì không mua được của ai nữa. Lộc lá. Khế như này thì bao nhiêu tiền bác? Đây em dùng con này thì 1 triệu. Yên tâm quả 4 mùa. Okay.
đang có hai kế. Sáng giờ chắc bán được vài cây rồi bác nhỉ? Bán được 5-6 cây rồi. Đấy. Anh. Đấy. Lộc Xuân. Có đôi hạt mưa nhìn thích thật. Mỗi tội đi chợ hơi ngại. Tên mình là Thủy luôn à? Hay là như nào bác? À. Tên cũng là tên là Thủy luôn à? Thủy là vợ. À. Bác tên là gì nhỉ? Minh. À mình Minh nhỉ? Rồi rồi. Để anh em liên hệ bác. Rồi, ok bác. Vào làm tiền nước ạ.